Vâng, có 3 ngày. Đó, anh em đang đóng xếp pin. Đấy. Hôm nay cũng đấy, bác cũng chở lên một xe rồi. Hôm nay bên em bán cũng khá khá đơn này. Đó. Tuy là hết fit tip mua điện của nhà nước nhưng mà các bác ví dụ mua bơm à mua pin về lắp bơm này, hoặc là các vùng các bác cũng không có điện ấy, các bác dùng về dùng vẫn rất là ok này. Đấy. Còn đợi ra fit 3 thì các bác thì bên em xuất rất là nhiều. Đây là tầm này là hết fit nhá, nhưng mà các bác mua về vẫn rất là nhiều này, ủng hộ cho anh em. Đấy. Đấy, cái này đóng rất là chắc chắn. Các bác yên tâm luôn nhá. Đấy. Xốp này. Dây này, chằng này. Đấy. Đó. Ngoài các góc còn bọc cọc bìa rất là cứng các bác này. Đấy, xốp, chèn, dán luôn cả cái cảnh báo này này. Đấy. Đây. Giờ là bên bác ra hàng nhanh để lấy hàng bên em này. Đó. Đấy, xe này hơi nhỏ nên đi chắc là đi vài chuyến mới hết được. Đó, ok các bác nhá. Các bác có nhu cầu tìm hiểu về pin hay là mua pin thì cứ alo bên em. Đấy, bên em sẽ hỗ trợ các bác về giá cả cũng như là về kỹ thuật, tư vấn kỹ thuật cho các bác luôn. Đấy, giá cực kỳ tốt cho các bác. Và xin chào các bác nhá. Sóc Kha xin chào các bác.